Vũng Thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh Vũng Thơm. Lại đến Cần Giờ 2, địa chỉ xã Thẩm Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Lại quay tiếp tục cận cảnh cho tất cả các bạn mình xem ghe ngô chùa Cần Giờ 2 đang chuẩn bị làm nghi thức lễ cúng lên đầu. Cái nhà mình có muốn biết lên đầu hay chưa thì mời cái nhà mình vào bên trong để thơm TV cũng như đam mê ghe ngô. Đây có cái cột gì rất là cao nhà, có cái máy này trụng trụ này rất là cao. Ba tầm bằng thông TV xung của bằng vô nơi bên đài xung cùng YouTube, Facebook, sọc rèm có là bằng nền bằng thông mô đoàn phần nhau kê pi. Thật nó cũng là thẩm đốn sọ đọc mì xuyên khai sọc trăng. Cảm ơn nó chạy về. Tụi ngô vật nó chờ pi nó lên cái ba. Thì mà chú có tè nó khỏi đây mà mình xây nữa. Thằng cô lấy đây, thằng cô xây nữa. Thằng đấng cho chỗ ruộng ngồi bằng thông riêng ở khác là bài tè sản án này. Bài bằng thằng trời nó là bài lậu cái trang cũng tè chạp ở đây. Chậm lần ba lên. Và bên trong nhà mình đang nhìn thấy ha. Ồ, cái này đường cao tốc cái nhà ơi, hỏi mấy chú nó đường cao tốc. Dạ, yeah, lâu qua lại sắp hỏi không nó tục ai xin mạp đường cao tốc cái nhà. Ngay ngay Cần Giờ 2 luôn cái nhà đường cao tốc. Nhà mình nhìn thấy cái trụ cột rất là cao cái nhà. Ngang đường Cần Giờ 2 luôn nè. Ô nhưng phao cao tốc trong nắng nổi nè. Quá. Cặp lâu nổi. Ô nhầm nổi. Ngày chọc cái nổi nè. À cao tốc á. Cặp sáu. Từng nắng nổi. Chọc nó chứ nó nói lấy chọc lại nó mệt. Nó mệt á. Bay nó mệt nổi. Nó mệt. À. Bây giờ em đang chỉnh sửa chuẩn bị lên đó nha, lộ bằng bộ cũng để đó thì cô liên mày lực mà chôn đầu lòng phần đầu chút cũng hay được nó tham mòn cũng thích mày thằng chôn cái ba lắm. Nó cáo vô nha. Cáo cho nó vô xác. Đấy. Rồi cho nó xác nha. Nó ăn khó mà. Rồi là mở rồi và xì này. Rồi xay vô cái. Mình vô Việt Nam món nữa. Dạ. Dạ nè. Dạ. 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 Mình sạch qua mua lắm. Bào lại quá, ok cái nhà. Chỉnh sửa một câu luôn ha, còn khi chờ đợi cái nhà mình lắc á, nó xem tiếp tục trên lên thành đầu á. Ta cũng còn cái chương trình thằng muộn so này cây này trước cái nữa cây đầu này cũng đẹp cũng thật nó xoay ra. Giờ lật lại ha nha, xoay chiều lên. Lực trong lòng nó có lớn đấy. Ừ.
chặt thành bát cộm nha, gọt cái phần đường dưới nha. Đầu tiếp tục á, mề gian cuốn. Quá đẹp vậy hả? Một tập này, đây là thật là mình thấy nó xoay rất là đẹp ha. Chút rồi nhá, được là mọt tình tích, nó là chỗ là sạc hơn. Kiểm tra này, chẳng kiểm tra này, lỏng cái này. Ngày này lên các bà bọn ôn mơ chợ nó này, hôm nay lên đậu nè, bà con đến chìm ngưỡng rất là đông nè. Giờ chuẩn bị lên nữa, cũng còn lỏng một chút phần đầu nữa. Cho nó vô khớp rồi nha, để cái bắt đầu lỏng á, đầu lên đầu lái là cũng chuẩn bị xong hết rồi, lật lại nha, đầu lật tiếp tục. Phần lái thì cũng xong rồi nha, chỉ đợi có lên đầu xong là qua phần lái này lên luôn á, đầu phần cần xay nó hơi á. Ở trăm thì là cái ba luôn hơi mò đặt mình tay nó chua như là đợi mùa xa lên chặt hơi oi này, hiện tại đâu cũng bào gọt hết sơn rồi đó, đợi phần đầu lên xong rồi bắt đầu qua bên đây lên luôn, mình lái luôn, mình hòm tướng rất là quá quyết thôi nha. Tất đẹp thế này hả? Đang chuẩn bị lên đầu á, đang chỉnh sửa phần đầu một chút nữa bắt đầu lên. Nào sửa phần cái bàn tích xanh để một cái mình chạm. Ngày nay các bạn còn mò chọn nó hay mà mơ lên lên cái bàn là hay cái sàn quay thì thẻ mình còn thấm mò toán và chạy lên thì mình vừa mình cứ xem là đây mưa tiết là chậm lòng cứ vậy thôi rồi. Hôm nay thì cũng làm nghi thức xong hết rồi ha, rồi chuẩn bị gọt cần câu người kia rồi cũng dọn hết rồi, rồi dọn cần câu luôn, cần câu dọn đâu ok luôn hết rồi, rất đẹp luôn. Quá đẹp luôn ha. Lúc nó có phần công bỏ tất cả lại con mà con cho lột vô mà không nên bạn ôn em mò cục á, ừ,
hai anh bài của đặt ba chặt đòn thì tôi mà hai ba giờ là hết nhà, vừa lên đầu vừa chỉnh còn câu luôn, còn giờ hai cái nhà cái địa chỉ xã Thống Đôn huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng nha, mình chờ phí cùng một thành phố Mỹ Xuyên khẹp Sóc Trăng. Các cô này nó đã làm nụm kéo vậy đó. Chọi lại xong ha. Tôi mà nó nằm bậy lời nha, các ba lời. Bắt đầu lấy cái ni cổ nha. Vô lại nha. Hát nằm bậy chô lơ. Lục. Các ba lời. Rồi chắp phải đâm thêm mà đâm trong đầu thêm một cây trước khiên ra để chỉnh sửa luôn, rồi mấy cái mắt ra cây trước cái nhà. Đàm nuôi chặt hơi xa tên này. Phần lên đầu hơi lâu chút cái nhà. Lên cái ba lấy tệ tiếng hay là sao muốn chỉnh mod mà thằng mục nó về lệnh ngợp lần tích mày và xì tờ sấy á, còn chỉnh hơi lâu một chút cái phần miệng trên nữa nha, quá đẹp ha, đã chỉnh sửa rồi nè, này là cây sau nha, đây là cây lái á. Đang lấy chiều dài từng câu nha, đo ghe để lấy chiều dài là của từng câu cắt nó gọn đầu từng việc nạp mở xuống quyến nó bị cắt. Mình đang gọt phần đầu nha, chặt ba lần tiếp rồi cô lên này phần lô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tạm dừng nha cái nhà mình nhớ theo dõi tiếp tục trên kênh của Đam Mê của hiện tại đang lên lầu cả nhà. Lầu trắng bị lây nì cả nhà. Còn khúc này nữa hay nhà, còn khúc này chưa đem lên nữa. Còn mò, còn muốn chơi cái bàn rồi, bàn phê. Cái này mà bọn mình chăm tu sân nó thêm chia sẻ đam mê thế này, học một bài thêm. Nhà mình nhớ theo dõi tiếp tục trên kênh của chia sẻ đam mê.